Bạn ơi. Gì? Bạn đâu ăn mặc sang trọng quá vậy? Ủa? Tôi ở nhà, tôi không ăn mặc sang trọng được hả? Hả? Đâu phải như ai kia. Ở nhà thì ăn mặc xê xòa, cái chồng mình xem vậy hả? Còn ra đường á thì ăn mặc quyến rũ. Nè, cô muốn quyến rũ ai? Không có, chị Liễu giải thích với mình nội bộ. Em nghe chị Liễu nói là công việc kiếm tiền thì em đi làm thôi, em đâu có biết gì đâu. Không biết gì, không biết gì, lúc nào cũng không biết gì. Nè, cô vì mấy cái đồng tiền của người ta thì á, cô cho người ta đụng tay, đụng chân. Vì mấy cái đồng tiền của người ta kêu em làm cái gì thì em làm cái đó hả? Cô phải biết tự ái chứ. Em xin lỗi mình được chứ? Thôi đi, xin lỗi hoài, xin lỗi cả đời. Đứng lên cho tôi đi. Ra sau bếp. Tự nhiên kêu ra sau bếp. Đừng có nói nhiều. Ra sau bếp pha cho tôi bình trà sen thượng hạng. Lên đây, hôm nay tôi có khách. Khách nào? Thì khách của tôi, kể tôi. Đứng lại, nhanh lên. Đó, đó, đó. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Cẩn thận nha, nhà có khách đó. Dạ em mời ăn. Ờ, cảm ơn em. Vợ mà. Ừ, vợ tôi. Là hai chồng mới đi học về hả? Là sao? Sao thấy ăn mặc giống học sinh quá nè. Dạ, trùng hợp ha anh. Vậy hả? Dạ. Vậy mà tưởng đâu là hai chồng muốn gợi lại cái thời sinh viên kiểu mới yêu nhau, dễ thương. Dạ. Công nhận nha, tôi ngưỡng mộ lắm luôn á. Sao vậy? Vừa đẹp trai nè, có nhà cao cửa rộng, mà có vợ ngon nữa. Rồi. Không, ý là một cô vợ xinh xắn nè. Không phải ai muốn được đâu á. Bởi ta nói á, không phải chê ông chứ ông còn nông cạn lắm. Đàn ông của tụi mình á, cưới vợ là đừng bao giờ nhìn bên ngoài, phải nhìn cái nết bên trong. Tại vì biết sao không, đẹp á mà không biết nấu ăn, chăm chồng nè, dạy con nè, thì bỏ đi. Bởi ta nói ông giỏi, không những cưới được vợ đẹp, xinh mà giỏi giang, còn biết pha trà. Thơm quá trời. Cái này ông biết thưởng thức đó. Đây là trà thượng hạng của nhà tôi á. Nhà tôi toàn là trà thượng hạng thôi. Dạ, thôi anh ngồi đây nói chuyện với chồng em. Em vô bếp á, em làm vài món ăn. Rồi hai anh vừa ăn vừa nói chuyện nha. Thấy chưa, giỏi giang mà hiểu chuyện nữa. Thấy bạn bè lâu ngày gặp nhau á, làm món nhậu liền. Anh ăn uống đơn sơ lắm. Có khô mực không? Hay là cái khô nào mà dễ ăn dễ nóng á, lẹ lẹ là được rồi. Ủa gì kỳ vậy? Hả? Sao ông nói ông qua đây ông mượn tiền tôi, rồi xong cái ông về liền. Trời ơi, lát hồi tôi có công việc bận nữa. Ăn muốn gì? Quên. Xíu nữa nó cũng việc bận nữa. Ừ. Cho nên là thôi, chắc cũng không ăn uống gì được đâu. Ừ. Mà nói thiệt nha, tại tôi khó khăn quá cho nên là mới qua đây mượn tiền ông á. Chứ không phải là tự nhiên mà qua đây mượn đâu. Dạ. Tôi biết mà, thiệt em biết không, có được một bạn dễ quý lắm á. Biết bao nhiêu người bạn rồi, đâu ai chịu giúp đỡ anh đâu. Chỉ có một mình đó, chị giúp đỡ anh thôi. Dạ anh, thật ra thì sau dịch thì ai cũng khó khăn hết. Nhà em cũng vậy á anh. Thật ra khó khăn là do chính mình thôi thì giống đó. Như nhà tôi nè, đã có gì đâu, đúng không? Đàn ông á thì phải gánh vác chuyện gia đình. Ừ. Đâu có giống như ông đi mượn tiền tùm lum. À, anh bị sao vậy anh? Chồng em nói chuyện giống kiểu hất nước lạnh vô mặt anh vậy. Nhưng mà thật ra chồng em nói đúng, anh đúng là một người đàn ông thất bại. Nhưng mà anh còn may mắn hơn là anh có một người bạn. Một người bạn rất thân và rất thương anh, luôn luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ anh những lúc anh khó khăn. Ủa mà rốt cuộc ông qua đây ông định mượn bao nhiêu? Tôi cũng mượn ít thôi ạ. Ít là bao nhiêu? Khoảng 20. Thật ra đối với tôi 20 ngàn rất là bình thường. 20 triệu. Bây giờ ai mà mượn 20 ngàn, một phần cơm vẫn 35 ngàn rồi. 20 triệu. Đã phải như thời học sinh là mượn 23, 50, đúng không? Không lẽ bây giờ một người như ông nhà cửa vậy, không lẽ 20 triệu cũng khó vậy ông sao? Trời, ông nghĩ sao vậy? 20 triệu tất nhiên tôi có rồi. Thì đó. Sao vậy vợ? Vợ mày làm sao vậy? Vợ ơi, vợ em ơi. Gì? Nhà mình đâu có tiền đâu mà cho anh mượn cái mình. Em nói gì kỳ vậy? Em đi làm 3-4 đầu lương rồi Liễu mới đưa em 10 triệu nữa. Nè, giờ em còn nhiêu? Em đóng tiền học cho con, em trả nợ đợt cuối cho mình. Bây giờ nhà mình còn có 2 triệu bạc à. Trời ơi. Thôi, có nhiều đương nhiêu.
Tại vì biết sao không? Anh lỡ hứa cho nó mượn tiền rồi. Nhưng mà em thấy anh không có thiệt thà. Nè, bạn của anh nha, không được nói xấu. Nhanh lên, đưa tiền đây. Cảm ơn hai vợ chồng nhiều nha. Mặc dù là chưa có đủ, thiếu tới một con số không là... Nhưng mà không sao, cái số mà ông còn thiếu á, có gì ông gửi tôi sao? Dạ, dạ quá khác. Bỏ tiền này em ta. Ủa? Em làm mới về hả? Dạ. Mệt không? Thôi nè, uống miếng nước đi. Bữa nay đường thông thoáng lắm đúng không? Ủa sao anh biết vậy anh? Trời, thì anh canh giờ em chưa về anh qua mà. Biết em về sớm là không có kẹt xe rồi. Ủa anh ơi. Hả? Bữa nay anh qua cái anh trả tiền cho nhà em hả? Trời, anh là có tiền mua nhà. Nhà cửa bây giờ đất đai lên giá dữ trời lắm. Không phải, ý em hỏi là anh qua anh trả tiền cho nhà em hả? Cái bình trà của nhà em á, chắc là mắc tiền đúng không? Thằng kia á, nó giữ được cái mùi thơm của trà, thơm ghê luôn á. Dạ không phải, ý em là anh qua anh trả tiền 2 triệu hôm bữa anh mượn của nhà em đúng không? Ừ, cả được biết không, cũng cuối tháng á, người ta chưa cho hốt hụi đâu, phải qua đầu tháng á, mình mới chơi dây mới mình mới hốt được. Vậy là anh có trả tiền cho nhà em không? Nhà em là Quân hả? À, Quân ơi, à, Quân nhà nè, Quân ơi Quân. Gì? À, xong chưa? Rồi xong rồi nè. Đó nhà đã giờ nè. Nè. Đó, tôi soạn cho ông rồi đó, cái bộ này rất là đẹp. Về nhà thay đồ đi đám cưới đi. Trời, cảm ơn nhiều nha. Tiệt ngại ghê á, tôi cứ mượn đồ ông hoài à. Từ hồi đi học tới bây giờ vẫn còn mượn. Đâu có gì đâu, anh em giúp đỡ nhau mà. Đồ đẹp quá à. Ừ, thôi, ông đem về đi. Tôi cho ông luôn á. Ủa, cho luôn hả? Cảm ơn nhiều nha. Trời ơi, đồ này mắc tiền mà không cho luôn hả? Mình nhiều đồ. Em có phước lắm mới có được chồng vậy. Vừa tốt với vợ mà vừa tốt với bạn nữa. Tu ba kiếm mới có được chồng giống vậy á. Thiệt, tôi á, ước gì tôi được như ông cũng đỡ biết mấy. Thôi, bạn bè với nhau mà. Không phải thiệt, ông nhìn ông thấy ông khác hẳn luôn. Còn tôi không được một góc của ông luôn á. Trời, làm sao mà ông có thể so sánh tôi với ông được. Tôi với ông là một trời một vực mà. Đúng rồi, ông được quá trời nhiều thứ, còn tôi có được gì đâu. Mới, tôi phải qua đây phiền ông hoài. Ê Quân, nói nghe nè. Sẵn tiễn Phật mình tiễn tới Tây Thiên luôn. Là sao? Ông cho tôi mượn thêm 500 được. Ủa 500 chi? Tại vì đi đám cưới mà bây giờ không có tiền bỏ bao thư sao được, kỳ lắm. Không lẽ giờ mình đi đám cưới mình bỏ 2 tỷ số vô, kỳ lắm. Em trên một... Đây. Đây. Đã nói đưa đây. Nè. Đây, 500. Cầm lấy đi. Cảm đi đám cưới. Nè, thiệt tình luôn á. Ngại lắm luôn á, tại sao trong người còn 20.000 à. Mà giờ biết ông đám cưới một đời người có một lần à. Rồi. Không? Chứ phải tôi muốn mượn ông đâu, khó khăn lắm chúng qua tôi mượn ông. Rồi đó, cầm 500.000 này, rồi thay bộ đồ này về đi đám cưới đi nha. Rồi thiệt tình á, có bộ đồ này có 500 đám cưới tự tin hẳn luôn á. Anh ơi. Anh cho em xin số điện thoại nha. Gì vậy? Dạ thì tại em sẽ gửi số tài khoản của em qua cho anh. Rồi cái anh chuyển cái tiền hôm bữa anh mượn với tiền hôm nay anh mượn vô tài khoản của em. Anh làm gì có số tài khoản? Không có số tài khoản muốn qua tận nhà mượn tiền đây nè. Bây giờ thời đại mới rồi, mình nên có cho mình một cái tài khoản chứ anh hả? Thời đại này là phải có số tài khoản thì có gì mình dễ chuyển tiền cho nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Hay quá. Ê Quân, gì? Không ai không cho tôi mượn thêm 50 nữa đi. 50 chi nữa? Để tôi mở cái thẻ. Bây giờ mở thẻ là phải có 50 vàng thẻ đó. Trời ơi, được rồi, khỏi tập. Nên mở đi, tại vì vợ ông nói là phải có cái thẻ để sau này tôi mà có muốn mượn tiền không cần phải qua nhà nữa vợ ông, chứ còn bán tiền qua cho tôi đó là được rồi. Ông hay quá, khỏi tạo. Tôi nghĩ là khỏi tạo gì là được rồi ha. Dành làm cầm này nè. Rồi đó đi về liền, đi liền. Không, anh này... ơi không, bây giờ vậy nè, anh không tạo tài khoản cũng được. Khi nào anh có tiền á, anh qua anh đưa lại cho vợ chồng em nha. Chứ nhà của tụi em có con nhỏ, không có dư giả gì hết á anh. Dầm tới dầm lui vẫn là đòi tiền. Thật ra có tiền là anh trả liền chứ mà ai mà thiếu chi hoài, bạn bè thân thuộc với nhau không mà. Tôi hiểu anh em với nhau giúp đỡ nhau trong những cái chuyện khó khăn này bình thường. Thì ông đó, cứ cầm rồi giữ đi, khi nào có đưa tôi. Đúng. Rồi đi về. Anh đi. Em là phải giúp nhau. Đúng rồi. Có khó khăn gì cứ nói tôi nha. Rồi đi về, đi về anh đi. Anh về trước nha. Rồi. Thì em khó khăn lắm mới có được chồng vậy đó. Đó. Em hay quá ha. Có mặt thằng bạn của anh mà em đòi tiền là sao? Em làm gì em làm mất mặt tôi. Hiểu chưa? Em làm mất mặt anh hồi nào?
Cái này là tiền em đi kiếm từng đồng từng cắt về lo cho gia đình mình. Có gì đâu mất mặt. Bạn bè anh đang lợi dụng anh không thấy hả? Lợi dụng cái gì? Hả? Người ta qua bên đây khó khăn người ta mới mượn tiền mình. Thì mình có mình cho người ta đi. Mình dù sao cũng khá giả hơn người ta. Anh em làm gì anh cảm thấy không được rồi đó. Bây giờ anh đưa tiền cho em đi. Rồi hả em cho anh quyết định hết. Chứ đằng này hả mấy tháng nay một mình em gồng gánh hết gia đình. Anh nhìn lại đi. Mấy tháng nay á anh thất nghiệp. Anh có đưa tiền về gia đình đâu. Ok. Tiền. Hỏi ra là tiền. Tôi không có kiếm tiền được. Cho nên bây giờ cô lên mặt cô dạy đời tôi. Ok. Được rồi tiền đúng không? Tôi sẽ lấy tiền tôi trả cho cô. Gọi cho tôi làm gì? Tôi không có về đâu. Tại sao lúc trước mình lại lấy vợ chứ? Để bây giờ nè, đeo gông đeo xiềng vô trong người mình nè. Tôi cũng muốn đi làm kiếm tiền lắm chứ. Nhưng mà xin hoài không có được việc. Chứ không phải là tôi không muốn đâu. Trời ơi, nó nhục quá đi. Tôi là một thằng đàn ông nhục nhã nhất nè. Một thằng đàn ông thất bại. Cái gì mà gọi hoài vậy trời? Đừng có gọi cho tôi nữa. Tôi không có về đâu. Tôi đang đi kiếm tiền về cho cô nè. Con mất tích rồi anh không biết hả? Hả? Cô nói gì? Ai mất tích? Con anh bé Hoài. Sao anh không chịu đi đón con? Cô nói cái gì vậy? Thì tôi tưởng đâu cô đón. Làm sao mà em đón được, em đi làm mà. Sao anh không đón con của mình? Anh làm gì vậy anh Quân? Trời ơi, giờ sao? Trời, bé Hoài. Đừng có khóc nữa nha. Cứ từ từ. Bây giờ cô hỏi bảo vệ của trường bé Hoài coi. Cô nói có đó không? Em hỏi bảo vệ rồi. Bảo vệ vô trường kiếm hết rồi. Không có đứa nào ở trong đó anh á. Bây giờ em đang chạy ra ngoài đường em kiếm nó nè. Anh lo anh về anh kiếm con đi. Chứ còn mà có bà gì em chết cho anh coi. Em chết cho anh vừa lâu. Thôi bây giờ cô đi tìm con đi. Rồi tôi cũng chạy xe đi tìm con luôn nha. Trời ơi chị nha, bình tĩnh, không được khóc. Trời, bé Hoài. Hoài ơi Hoài. Đi, để anh dẫn với Hà đi mua trà sữa. Trà sữa xong anh dẫn em về nhà ăn chơi. Dạ. Thế nào để hết việc ba mẹ thì anh sẽ dẫn em về. Ai kêu ba mẹ em có bỏ em ngoài chi. Thank you.